Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình. Anh em mình cùng nhau trở lại với con thiên đường trò chơi, cùng nhau trở lại những đường cầu tài xỉu dòng xanh về bờ. Cầu đang hơi hướng chạy về 1-1 thì vào nhẹ một tay ba củ đi. Đấy, tay đầu thì test nhẹ ba củ nhá. Xong rồi đánh gì thì đánh, đừng có đánh căng quá ở những tay đầu. Tay đầu anh em mà đánh căng quá nhỡ may tay đầu cháy vốn. À nhỡ đâu tay một tay đầu gãy tự nhiên là mình bị hoảng, đúng không? Bị hoảng, bị tâm lý thành ra lại lại tất tay, lại hỏng bét. Ok, chúng ta cùng nhau mở bát nào, cùng nhau mở bát xem tay này rực rỡ không. Hy vọng là tay đầu rực rỡ để mình có thêm động lực ra đánh nhiều tay hay hơn, chuẩn hơn, đúng không? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chuẩn rồi. Tay đầu lụm rồi anh em ạ. Lụm ngon lành rồi. Tiếp tục này vào một tay tài này. Tay này vào hai củ 8. Ok. Mỡ nó rắn nó thôi mà. Tay trước vào ba củ là thu về hai củ 8. Những anh em nào chưa có kinh nghiệm anh em nhớ tham khảo. Anh em có kinh nghiệm rồi anh em bổ sẻ anh em nhé. Mình cùng nhau chờ đón xem tay này có rực rỡ hay không, xem có về bờ hay không anh nhé. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau mở bát, cùng nhau mở bát. Tay này nếu mà chạy về 1-1 sẽ rất là đẹp, chạy 1-1 rất là đẹp. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Ok. Nào. Chạm 1-1 sẽ rất là đẹp. Nhiều chân. Không được, xuống xỉu tiếp rồi anh em ạ. Xuống xỉu tiếp rồi. Đường cầu về xỉu cũng tương đối nhiều, xỉu 8 về xỉu. Xỉu 8 xỉu. À. Tay này đi tiếp một tay xỉu 8 xỉu. Tay này tự tin lụng lúa anh em nhé. Đây tự tin lụng lúa, không xỉu chặt chim luôn. Tay mình chạy theo lịch sử tài xỉu. Chạy theo lịch sử tài xỉu anh em ạ. Tay này tự tin lụm lúa. Không có gì phải xoắn. Không có gì phải xoắn. Anh em nào mà kinh nghiệm chưa có thì anh em phải tham khảo thật nhiều nhá. Tham khảo thật nhiều thì anh em mới về bờ được. Còn đánh ngày 1 ngày 2 đánh cầu may thì khó lắm. Đánh cầu may thì khó lắm. Ok. Chúng ta sẽ cùng nhau mở bát nào. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi. Tự tin lụng xỉu mà, ok chưa? Mình đánh theo lịch sử tài xỉu nó rất là chuẩn. Mình cũng đã nói với anh em rất nhiều video rồi. Cái lịch sử tài xỉu này anh em cần phải xem, cần phải quan sát. Rồi. Vào một tay nữa này, một củ rưỡi theo xỉu này. Các cụ dặn rồi, theo cầu không giàu cũng đủ ăn đúng chưa anh em? Theo cầu thì sống, trong cầu thì toang. Trước đây mình cũng chơi khá là nhiều các con game khác nhau rồi. B29, chấp 79, Naga nổ hũ. Sun Win 68 game bài. Chơi đều thành công. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì mình cảm thấy con thiên đường trò chơi nó khá là ổn nên là mình lựa chọn nó để nơi để mình đặt niềm tin, là mình nơi mình kiếm cơm gạo hàng ngày, là nơi để mình kiếm lúa hàng ngày. Ok, chúng ta cùng nhau mở bát nào. 6 5 4 3 2 1. Chuẩn luôn anh em ạ, chuẩn đét, chuẩn đét luôn. Quá hay. Quá hay, quá hay. Tiếp tục này, tay này vào 9 lít lẻ thôi. Cơm gạo có rồi nên là vào nhẹ thôi, 9 lít lẻ thôi. Không ham không cố anh em ạ. Bộ môn này càng ham càng cố lại càng dễ bằng. Nên anh em từ từ bình tĩnh thôi. Từ từ bình tĩnh thôi.
Mình thì chơi cũng được 12 13 năm rồi. Đấy, giai đoạn đầu thì mình chia sẻ thật với sự với anh em là mình rất thích bẻ cầu. Giai đoạn đầu rất thích bẻ cầu. Đấy, cứ cầu chạy ra được 3 4 tay bắt đầu bẻ. Nhưng mà anh em phải biết là bẻ thì làm sao mà nó gãy được đúng không? Bẻ đến biết bao giờ nó mới gãy. Bẻ biết bao giờ mới rụng. Ok. Chúng ta cùng nhau chờ đón kết quả nào. Uy tín chưa? Chuẩn đét chưa? Quá chuẩn chứ còn gì nữa. Như vậy là ca này lên 31 của 8 rồi. Cơm gạo rực rỡ mình sẽ chiến nốt tay nữa và 8 lít vào xỉu mình nghỉ anh em nhá. Đấy, cầu bệt cứ thế mà chiến thôi, có gì đâu phải ngại ấy. Nốt tay này nghỉ thôi. Nốt tay này mình nghỉ thôi. Cơm gạo này quá rực rỡ rồi. Quá uy tín rồi. Mình thì không phải là kinh nghiệm quá đẳng cấp đâu, nhưng mà tự tin chia sẻ với anh em những phương pháp về bờ an toàn. Tự tin chia sẻ với anh em những phương pháp về bờ an toàn anh em nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau mở bát tay cuối cùng nào. Cùng nhau chờ đón kết quả tay cuối cùng. Tay này ăn thua không quan trọng, mà ca này dương hơn chục củ rồi, dương 11 củ rồi. Dương 11 củ rồi, tay này ăn thua thoải mái. Không lăn tăn. 3 2 1. Tay này là tay kết thúc cào. Ui giời. Đánh ăn liên tục anh em ạ. Đánh 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 ăn liên tục. Ok, như vậy là lên 32 củ 6, dương 12 củ 6 rồi. Cơm gạo thành công và quyết định dừng lại chỗ ca. Tất cả anh em xem được video của mình cảm thấy hay, cảm thấy yêu mến thì anh em nhớ được tiếp mình một like, một đăng ký kênh, chia sẻ. Anh em mà muốn kiếm luộc kiếm cơm gạo ở trên con thiên đường trò chơi thì bấm ngay đường link mình để dưới phần bình luận anh em nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video sau. Bye bye anh em.